Thưa quý vị, chắc chắn trong chúng ta ai cũng đều thưởng thức món bún bò Huế rồi, nhưng mà không phải ai cũng biết cách chế biến như thế nào. Mời quý vị cùng vào bếp gặp gỡ đầu bếp Tiếu Anh sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện món ăn này. Chào chị. Dạ. Chào anh Quốc Thắng. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Để thực hiện món bún bò Huế thì nguyên liệu chính gồm có xương heo, bắp bò, nạm bò, sả, ớt, tỏi bằm, hành bằm, mắm ruốc, dầu điều, bún. Tại Huế, món ăn này đơn giản chỉ được gọi là bún bò. Còn khi lan rộng ra nhiều địa phương, nó mới có tên gọi phổ biến là bún bò Huế. Bún bò Huế mang hương vị rất đặc trưng của người Việt. Vì thế, nó đã được liệt vào 50 món ăn ngon nhất trên toàn thế giới. Để có được một tô bún bò Huế thơm ngon, sẽ cần khá nhiều nguyên liệu. Vì thế, tưởng như rất cầu kỳ. Nhưng thực ra, đây là món ăn không quá khó làm. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể tự tay chế biến những tô bún thơm ngon để cả gia đình cùng thưởng thức, phải không nào? Vậy thì bước đầu tiên chúng ta thực hiện là bước gì hả chị ha? Rồi, đầu tiên để thực hiện món bún bò Huế thì mình nên lóng nước ruốc cho 2 đến 3 muỗng để mình lóng nước trong ha. Mình phải nấu nước dùng trước do sử dụng xương ống, cho nên cái xương ống này mình hầm khoảng là 2 giờ đồng hồ. Tiết kiệm thời gian á, thì đầu bếp đã thực hiện sẵn một cái nồi nước chung như thế này. Yêu cầu chính của món bún bò là phải nước dùng phải trong và những cái nguyên liệu thịt đã chín mình vớt ra. Dầu đã nóng, cho sả đập dập vào. Xào sả như thế này để cho nó thơm, chứ mình không nên thảy trực tiếp vào. Cái mùi sả nó không có thơm á, nó không có ra mùi bún bò. Khi sả đã thơm cho một ít tỏi. Sau đó em cho cái thịt làm mồi vô ha. Sau đó em cho nước ruốc lóng nước trong. Mình cho ớt bột, nếu mình muốn cay thì mình cho nhiều. Ớt bột mình sẽ cho sau cùng anh thấy ha. Em cho một ít màu dầu điều vào đây. Sau đó cho vào nồi nước dùng. Yeah. Nồi nước dùng bây giờ mình chờ cho nó thấm gia vị, nó tan gia vị. Thì trong thời gian đó mình sẽ làm sa tế. Còn anh Thái sẽ cắt hành ngò. Dầu đã nóng, mình cho sả vào trước. Cho một chút hành cho nó thơm. Sau đó chúng ta cho tỏi. Rồi tiếp theo mình xắt thịt bò, thịt heo mình cho vào tô. Bò rất là mềm vậy, còn nước rất là đậm đà và đặc trưng của bún bò Huế. Đúng rồi, nó có vị cay cay. Dạ, vậy thì trưa nay chị có đề nghị gì không ạ? Thôi thì buổi trưa mình đãi gia đình mình bằng món bún bò Huế luôn đi ha. Dạ đúng rồi, còn buổi chiều tối thì Quốc Thái đề nghị là chúng ta sẽ ăn cá bống kho tiêu. Chúng ta luộc một dĩa rau thập cẩm, canh rau lan, nấu với lại cá cơm.